Thưa quý vị, hơn 3.600 học sinh trên khắp cả nước đã tham gia cuộc thi Vui vẽ tranh, góp rừng xanh do Panasonic Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Với mỗi một bức tranh tham gia, Panasonic sẽ trồng thêm một cây xanh tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là từ một cuộc thi online được khởi động ngay trong mùa dịch, các em học sinh trên toàn quốc có thể tham gia đóng góp trồng rừng, hưởng ứng chương trình 1 tỷ cây xanh do Chính phủ Việt Nam phát động. Đây đồng thời cũng là tinh thần của cam kết tác động xanh Panasonic hướng tới trung hòa phát thải CO2 tới năm 2030 của toàn bộ tập đoàn Panasonic toàn cầu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức một hoạt động dành cho các em học sinh, trong đó các em được chung tay trồng rừng cùng Panasonic. Thật bất ngờ khi cuộc thi nhận được sự hưởng ứng vô cùng nhiệt tình từ các em học sinh nhiều địa phương. Số lượng các tác phẩm gửi về nhiều hơn gấp đôi con số dự kiến ban đầu là 1.500. Vì vậy, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp đợt trồng rừng thứ hai vào tháng 8, sau khi đã hoàn thành trồng 1.500 cây rừng vào tháng 4 vừa rồi. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái nhận thức của giới trẻ của chúng ta ngày hôm nay về môi trường, về cuộc sống, về thiên nhiên, về cái cách sống, lối sống hài hòa với thiên nhiên đã nâng lên một cái tầm mới, và các em hiểu một cái rộng hơn trong tất cả các lĩnh vực, trong từng cái nhân sinh quan của các em, trong cuộc sống, trong học tập, rồi là trong cái tiếp xúc của các quan hệ, trong mối quan hệ gia đình. Cũng tại buổi lễ, Panasonic và Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm mục đích triển khai nhiều hoạt động giáo dục và môi trường ở các trường học địa phương trong thời gian tới.